Cô xin chào tất cả các em đến với buổi học ngày hôm nay. Trước hết, cô kiểm tra kiến thức cũ của các em. Cô cho các em hai bài tập. Bài tập 1, giá trị tuyệt đối của một số nguyên A là gì? Và tìm cho cô giá trị tuyệt đối của 15, giá trị tuyệt đối của âm 3, giá trị tuyệt đối của 0. Và sau đó các em tìm cho cô, tìm x, biết giá trị tuyệt đối của x bằng 2. Bài tập số 2, các em vẽ trục số. Biểu diễn trên trục số các số hữu tỉ 3,5, âm 2, âm 1 phần 2. Rồi các em cùng làm với cô nhé. Các em làm xong chưa nào? Cô và các em cùng sửa bài nhé. Ở bài tập 1, giá trị tuyệt đối của một số nguyên A là khoảng cách từ điểm A tới điểm 0 trên trục số. Vậy, giá trị tuyệt đối của 15 bằng 15, giá trị tuyệt đối của âm 3 bằng 3, giá trị tuyệt đối của 0 bằng 0. Ở câu B, tìm x. Giá trị tuyệt đối của x bằng 2 thì x bằng 2 hoặc x bằng âm 2. Cô tin rằng các em đã làm đúng hết đúng không nào? Rất dễ. Bài tập số 2. Đầu tiên, các em sẽ vẽ cho cô trục số. Trên trục số đó, các em sẽ biểu diễn cho cô những cái số tỉ. Trên đó, cô có biểu diễn số âm 2. Tiếp tục, cô biểu diễn số 3,5. Tiếp tục, cô biểu diễn âm 1 phần 2 trên trục số. Vậy, cô đã làm xong bài tập 2. Các em làm có đúng không nào? Các em sửa bài vào nhé. Vậy, giá trị tuyệt đối của một số nguyên A các em đã biết. Vậy thì giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ nó sẽ như thế nào? Có giống như là giá trị tuyệt đối của một số nguyên hay không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào bài tập ngày hôm nay. Bài 4, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số hợp phân. Trước hết, các em tìm cho cô giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Tìm hiểu với cô nhé. Cô có khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, ký hiệu x, được chưa? Đó, ký hiệu cô đã ghi rồi. Là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số. Vậy các em thấy nó cũng tương tự như là giá trị tuyệt đối của một số nguyên A đúng không nào? Rồi, và các em làm cho cô chấm hỏi số 1. Cô có nếu x bằng 3,5 thì giá trị tuyệt đối của x chính là giá trị tuyệt đối của 3,5 bằng 3,5. Tương tự như vậy, các em hãy làm cho cô những bài tập còn lại nhé. Rồi, các em cùng làm với cô. Các em đã làm xong chưa nào? Cô và các em cùng sửa bài nhé. Tiếp tục, nếu x bằng âm 4 phần 7, thì giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của âm 4 phần 7 bằng 4 phần 7. Ở câu B, nếu x lớn hơn 0, thì giá trị tuyệt đối của x bằng x. Nếu x bằng 0 thì giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của 0 bằng 0. Nếu x nhỏ hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x bằng trừ x. Được chưa các em? Rồi. Vậy thì cô có một cái kết luận giá trị tuyệt đối của x bằng x nếu x nó lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị tuyệt đối của x bằng trừ x nếu x nhỏ hơn 0. Các em ghi vào cái ghi chú trong cái phần đóng khung này vào cho cô nữa nhé. Và các em lưu ý, ghi nhớ cho cô. Vậy thì cô có phần nhận xét. Với mọi x thuộc quy, ta luôn có giá trị tuyệt đối của x lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của trừ x. Được chưa? Giá trị tuyệt đối của x luôn luôn lớn hơn hoặc bằng x. Các em cũng ghi phần nhận xét này vào trong tập và ghi nhớ cho cô nhé. Rồi, để củng cố hơn thì các em sẽ làm cho cô ở chấm hỏi số 2, tìm giá trị tuyệt đối của x, biết.
Cô có 4 câu. Rồi các em cùng làm với cô nào. Rồi cô và các em cùng giải bài A nhé. Cô có x bằng âm 1 phần 7 thì giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của âm 1 phần 7 bằng 1 phần 7. Tương tự như vậy các em có thể làm được câu B, C, D chứ. Rồi các em cùng làm nha. Rồi các em đã làm xong rồi đúng không nào? Cô và các em cùng sửa tiếp những câu còn lại. X bằng 1 phần 7 thì giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của 1 phần 7 bằng 1 phần 7. Ở câu C, x bằng âm 3 1 phần 5 thì giá trị tuyệt đối của x bằng âm 3 1 phần 5 bằng 3 1 phần 5. Và đây là hỗn số thì khi kết quả cuối cùng các em phải đổi ra cho cô phân số. Thì ra được là 16 phần 5. Ở câu D, x bằng 0 thì giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của 0 bằng 0 như các em đã làm ở phần trước. Rồi các em đã làm đúng chưa? Nếu bạn nào chưa đúng thì mình sửa bài vào cho cô nhé. Tiếp đến, vậy để cộng trừ nhân chia số hợp phân thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các em đã biết để cộng trừ nhân chia số hợp phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số hợp phân rồi làm theo quy tắc phép tính đã biết về phân số. Và các em chú ý cho cô một điều. Khi chia số hợp phân x cho số hợp phân y, thường mang dấu cộng nếu x và y cùng dấu, thường mang dấu trừ nếu x và y khác dấu. Rồi, vậy thì mình sẽ áp dụng để tính cho cô. Cô có chấm hỏi số 3. Cô có 2 câu. Vậy thì các em cùng làm với cô nhé. Ở câu A, âm 3,116 cộng 0,263. Rồi, để cộng hai số hợp phân này, các em thấy các em có thể là đây là cộng hai số hợp phân khác dấu, các em sẽ đặt cái dấu trừ đằng trước. Sau đó các em mở ngoặc ra, các em lấy giá trị tuyệt đối của âm 3,116 trừ cho giá trị tuyệt đối của 0,263. Được chưa? Rồi đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta sẽ được là âm 2,853. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Âm 3,7 nhân với âm 2,16. Thì ở đây chúng ta thấy đây là phép nhân hai số hợp phân cùng dấu, thì tích sẽ mang là dấu dương. Sau đó chúng ta lấy giá trị tuyệt đối của âm 3,7 nhân với giá trị tuyệt đối của âm 2,16 thì sẽ ra được là 7,992. Được chưa các em? Rồi, tiếp tục các em làm cho cô bài tập số 17 ở sách giáo khoa trang 15. Tìm x biết giá trị tuyệt đối của x bằng 1 phần 5, giá trị tuyệt đối của x bằng 0,37. Giá trị tuyệt đối của x bằng 0. Câu D, giá trị tuyệt đối của x bằng 1, 2 phần 3. Rồi các em cùng làm ha. Rồi các em cùng làm với cô. Các em đã làm xong chưa nào? Rồi, cô và các em cùng sửa bài nhé. Giá trị tuyệt đối của x bằng 1,5 thì x sẽ bằng 1
phần 5, cô xin lỗi là giá trị tuyệt đối của x bằng 1 phần 5 thì x bằng 1 phần 5 hoặc x bằng âm 1 phần 5. Tiếp tục, giá trị tuyệt đối của x bằng 0,37 thì x bằng 0,37 hoặc x bằng âm 0,37. Câu D, giá trị tuyệt đối của x bằng 0 thì x bằng 0 như các em đã biết hồi nãy giờ rồi hen. Câu D, giá trị tuyệt đối của x bằng 1/2/3 thì x bằng 1/2/3 hoặc x bằng âm 1/2/3. Và các em có thể đổi nó ra thành phân số cho cô nữa. Tiếp tục, các em làm cho cô bài tập số 18, trang 15 sách giáo khoa. Cô có 4 bài, các em cùng làm với cô nhé. Rồi, rồi cô và các em cùng giải ha. Rồi, giá trị A, âm 5,17 trừ 0,469 thì đây là phép trừ hai số đúng không các em? Hai số hợp phân. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đặt cái dấu trừ ra đằng trước, sau đó chúng ta sẽ mở ngoặc ra lấy giá trị tuyệt đối của chúng cộng với nhau là 5,17 cộng cho 0,469, được chưa? Rồi, bằng âm 5,639. Tiếp tục câu B. Rồi, các em ra kết quả có giống như cô hay không ta? Cô chắc hẳn ai cũng làm đúng rồi đúng không nào? Rồi, tiếp tục. Kết quả ở câu C, nhân hai số hợp phân cùng dấu thì kết quả sẽ ra là dấu cộng, được chưa? Rồi. Tiếp tục D. Đây là phép chia hai số hợp phân khác dấu thì kết quả sẽ có cái dấu trừ đằng trước, được chưa? Rồi. Tiếp tục, các em làm cho cô bài tập số 19 ở trang 15 sách giáo khoa. Các em đọc đề và làm cho cô nhé. Thì ở đây cô có hai bài làm của bạn Hùng và bạn Liên. Thì các em nhìn vào và hãy giải thích cách làm của mỗi bạn. Theo em, nên làm cách nào? Rồi, các em cùng nhận xét với cô nhé. Rồi, các em có nhận xét gì về hai cách làm của hai bạn? Các em cùng suy nghĩ nhé. Các em đã có kết quả chưa nào? Rồi, cô và các em cùng sửa. Thì các em thấy bạn Hùng áp dụng cái tính chất giao hoán để nhóm các số hợp phân cùng dấu lại rồi thu gọn. Sau đó mới tính tổng hai số hợp phân trái dấu. Còn bạn Liên nhóm các cặp số hạng một cách hợp lý. Sau đó thu gọn rồi tính tổng hai số hạng trái dấu. Đúng không nào? Vậy thì chúng ta đã giải thích được cách làm của mọi bạn. Vậy chúng ta nên làm theo cách nào? Theo cô, chúng ta nên làm theo cách làm của bạn Liên vì nó dễ làm, hợp lý, lời giải cho ra cái kết quả trong ngoặc đẹp hơn và tránh gây nhầm lẫn. Được chưa? Vậy thì cách nào cũng sẽ đúng, cách nào cũng sẽ ra kết quả, nhưng cách nào mình thấy nó dễ làm, nó hợp lý, nó nhanh chóng, ít sai thì chúng ta sẽ dùng cách đó, được không các em? Vậy thì bài học đến đây là hết. Cô mong các em về nhà để xem lại bài tập này, những cái bài làm cô đã giải và học thuộc định nghĩa công thức xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cách cộng, trừ, nhân, chia số hợp phân.
và làm những bài tập như cô đã yêu cầu. Bài 20, 21, 22, sách giáo khoa trang 15 và 16. Bài 24, sách bài tập trang 5. Và các em ôm cách so sánh hai số hữu tỉ, viết sau luyện tập, chuẩn bị máy tính bỏ túi, được không nào? Rồi, bài học đến đây thì kết thúc. Cô xin chào tất cả các em.